Bây giờ tử tế hơn. Bây giờ là nghiêm túc. Ờ, bây giờ là nghiêm túc nào. Cố lên nè. Chết sớm nè. Không phải chết trước nữa, chết thứ hai. Ê, không, không. Không, bây giờ là chết cuối cùng. Bây giờ là gì? Đây, tiếp nhảy Limoga. Thôi, không nhảy nữa. Thế nhảy Limoga. Hết. Ô, Hưng nó không thoát được nhỉ? Ôi, nó hình như vậy. Mà... sẽ đợi, sẽ đợi. Muốn đến bọn mình một tìm là hay rồi đó. Nhảy luôn đây. Nhảy đi Hưng, Hưng nhảy đi Hưng. Nhảy đi Hưng. Nhảy Limoga đi em. Ui, sợ nha. Không sao hết, lần này là thử tay bắn. Bắn hết đúng không? Hưng 4 số. Có 4 thằng nhảy thôi. Nhưng mà không, nó không phải là team đâu. Nó mỗi thằng chia 4 người. 4 người. Nhớ vô khu này nha. Chia chia ra chia ra chia. Không. Chia ra, chia ra đi, chia ra. Đúng vào nhà. Ừ. Quỳnh nhà. Quỳnh nhà. Quỳnh nhà bắt cái súng rồi. Cái gì bố? Không đông người lắm đâu, không không đông người, gần khu này không có người đâu. Chia nhau ra lút đi. Bo gần, bo gần, bo gần. Chú gì? Em vừa có điện thoại, trời ơi. Cái gì nhỉ? Chẳng có máy đâu. Chẳng có đồ máy đâu. Đi rồi. Không có đồ máy, nhà này sao nghèo nhỉ? Nghèo khó khăn. Chị ghét. Chết rồi, không có súng dài. Súng dài. Không có súng trường rồi. Uzi, Uzi. AK. Yên ơi. Thôi bắn đi, bắn đi, bắn đi. Nhầm. UMB ở đây nè. Mình thấy này. Ê, có 3 lô 3 này. Thôi ơi, có 3 lô 3 nhặt. Quỳnh ơi. Ai có nhặt này. Ôi, vãi. Ở đâu rồi, để em. Quỳnh yên tâm. Này, có 3 lô 3 trốn trên nhà này. Mày chết cái con ta mày. Ê trên cái nhà xanh xanh. Cái nhà vào xanh xanh cái tay phải đây này, đây này, đây này. Đây là ba này. Trời ơi mà sao ăn này em.
Mình chơi trận này tử tế hơn tí rồi, thấy chưa? Ghê. Tử tánh. Hả? Tát 2 này. Đâu? Chú tát. À, chào bác. Nhạy quá. Thôi xong. Lại phân nhầm khẩu Uzi rồi, đây rồi. Chị em mình làm chủ khu này luôn này. Ok, nó xe luôn. Mày có xe. Trời ơi, trời ơi. Thôi. Đừng lên đây. Mày lag hay sao? Không lag, không lag. Cứ chạy tròn tròn tròn. Nó đâm ấy. Đi. Mày ngáo à Hưng? Trời, Hưng là phải ngáo. Cái kia của mình. Ghét kia. Xuống này đánh chán. Đánh xe rồi. Không bắn được. Xe bốc khói rồi, xe bốc khói rồi. Xe bốc khói rồi. Ghê chưa? Rít rít rít. Ôi trời ơi, ông ngoại đi xe à? Có, đây đây đây, đi coi ra đi xe, chạy bò đi, chạy bò đi. Chạy bò đi các ông ơi. Lên xe đi, lên xe đi. Tâm. Lên xe đi anh cứ. Nó cứ đâm vào người mình. Được gì ở đấy. Chạy rồi ai. Chạy vào đấy đi. Chạy vào đây đi. Kia kia có thằng. Kia có thằng. Hướng nào? Đây đây. Đẹp. Đánh ba người ấy. Kia kia kia. Đấy đấy đang chạy ở đường ấy. Đừng lại bắn nó khác. Thôi chạy đi. Đi đi Hương, đi đi em. Không thôi, đi 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 đi. Hà nhấn nút rồi, đi cho chui vào. Kìa, nó đi cắn mình đấy. Kệ nó. Ba thằng liền. Nó bắn được đâu mà. Nháy nháy chỗ đường không? Ôi nhẹ chắn nước biển. Lạng con em. Ai ở đây? Ngoài đúng không? Đi chỗ khác em. À vào cái nhà xanh bên kia kìa. Nhà xanh đấy, nhà to to đấy. Ăn rồi. Kìa có xe ô tô ấy.
đi chạy cái đi. Có người, có người. Mình bắn từng cái okay, ôi trời. Còn nữa không? Bốn thằng nữa à? Dã man, thật nó bắn sau lưng mình.